Chào các bạn, mình là Phạm Tâm. Và trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cách chụp những bức ảnh cực đẹp trên TikTok với vài thao tác đơn giản. Nếu bạn muốn làm cho trang cá nhân của mình nổi bật và thu hút hơn, thì đừng bỏ qua những mẹo nhỏ mà mình sắp hướng dẫn ha. Nào, cùng bắt đầu thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở TikTok lên ha. Tiếp tục các bạn sẽ ấn vào dấu cộng nè. Rồi ở đây các bạn ấn vào cái ô tròn phía bên tay trái các bạn, một cái hiệu ứng bất kỳ, hiệu ứng nào cũng được. Ở đây thì các bạn nhấn vào chữ mọi hiệu ứng nè, để mình tìm cái hiệu ứng phù hợp với mình ha. Nó có rất là nhiều hiệu ứng, mình sẽ chọn hiệu ứng này. Sau khi đã chọn hiệu ứng phù hợp rồi, thì bây giờ mình sẽ nhấn cái mũi tên lùi lại nè. Đó, để chụp bức ảnh này thì mình sẽ nhấn vào cái hình hiệu ứng nha các bạn. Đây mình sẽ chụp nha. Rồi, như vậy đã chụp xong rồi ha. Tiếp tục để lưu về máy, mình sẽ nhấn vào cái mũi tên ở góc tay phải nè. Đó. Ở đây nó sẽ có hai phần, lưu với hình mờ và đăng để lưu không có hình mờ. Đầu tiên mình sẽ chọn lưu với hình mờ để các bạn cùng tham khảo ha. Đăng lưu. Rồi, vậy là đã lưu xong. Mình mới vào cái bức ảnh mình kiểm tra ha. Chủ tiệm của tôi nè, ví dụ ảnh nè, nó ở chỗ camera nè. Đây, bức ảnh này đã lưu nhưng mà nó sẽ có một cái hình mờ, nó không đẹp hết các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ trở lại TikTok để mình chọn cái nội dung thứ hai là đăng để lưu không có hình mờ. Đó, mình sẽ chọn đăng để lưu không có hình mờ. Trường hợp nếu mà mình đăng thì nó sẽ hiện trên cái nick của mình ha, trên cái kênh của mình thì nó không có hay. Sau khi mình đã đăng rồi, mình sẽ cài nó ở chế độ là chỉ mình tôi thôi, giống như là riêng tư á. Tiếp tục mình sẽ nhấn vào chữ đăng để lưu không có hình mờ nè. Đó. Rồi, sau khi nó đã xuất hiện rồi, mình đã đăng rồi, bây giờ mình sẽ ẩn nó đi, nhấn vào ba chấm ha. Đây, mình vào ba chấm nè. Vào ba chấm. Tiếp tục các bạn sẽ chọn là cài đặt và quyền riêng tư nè. Ở đây các bạn chọn chế độ là chỉ bạn. Nó như vậy là xong. Như vậy là nó sẽ không xuất hiện trên cái kênh của mình nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ vào cái hình ảnh để mình kiểm tra nha các bạn. Đây mình lùi lại nè. Lùi lại luôn. Đây vào camera ha. Đây. Đây là cái bức ảnh. Nó không có cái hình mờ luôn nha các bạn. Rồi rất là tuyệt vời ha. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong cách chụp ảnh trên TikTok rồi. Hy vọng những mẹo nhỏ này sẽ giúp các bạn có những bức hình ấn tượng hơn. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, share và nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.